Cô để cho anh chàng đẹp trai như tôi đợi cô lâu như vậy. Cô có thấy cắn rứt không? Tôi mới xuống máy bay thì anh đã gọi cho tôi rồi. Tôi mới được cất hành lý là đến ngay đây. Tôi chưa gặp em tôi và Dịch Như nữa đó. Người đầu tiên tôi gặp là anh đó. Bạn bè tốt như vậy còn muốn gì nữa? Khác quá. Món yêu thích của tôi mà. Anh em mà, sao lại không biết cô thích uống gì chứ? Dịch Dương chẳng phải cũng biết cô về à? Lúc nãy mới gọi điện xong, tôi cần nói với anh ấy là anh cũng đã về. Công tác bảo mật của tôi thế mà xuống sông biển hết rồi. Có gì mà bảo mật chứ? Hai chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tham gia lễ hội văn hóa Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền. Năm nay ông tôi bảo tôi đem quyền phổ Vịnh Xuân tặng cho hội đồng. Quyền phổ này do Phương Thất Nương để lại. Phương Thất Nương hả? Chính là người sáng lập ra Bạch Hạc Quyền à? Cái này có đến 400 năm lịch sử. Bảo bối đó. Ông của cô ở Đài Loan cũng lâu rồi chưa về nhỉ? Sức khỏe ông tốt không? Tốt. Ông có tập Bạch Hạc Quyền, sáng nào cũng ra công viên luyện tập. Anh ở Hồng Kông cũng được một năm chưa về đây đúng không? Đừng nhắc nữa. Tôi ở Hồng Kông bận lắm. Gần đây nghề chuyển phát nhanh phát triển, tôi phải sắp xếp nhiều việc lắm mới về đây được đó. Em của cô cũng biết về cô đúng không? Tôi có gọi điện. Thôi rồi, tôi định cho cô bất ngờ. Tắt máy rồi. Chắc là có tiếc. Lát nữa tôi mới gọi lại. Đợt này bốn chúng ta chắc sẽ vui vẻ lắm đây. Bắt lấy. Đi, đi mau. Làm gì? Bắt cô ta? Ức hiếp phụ nữ hả? Chạy mau. Không sao chứ? Tôi, cô... Tránh sang một bên. Tôi... Đau quá. Từ từ. Từ từ thôi, cẩn thận. Cô không chỉ biết Vịnh Xuân mà cô còn chạy nhanh nữa. Tôi nghĩ có một nghề rất thích hợp với cô. Chuyển phát nhanh. Tiếng Anh gọi cứu cũng to lắm. Có một nghề thích hợp với anh nhất. Là gì? Nhặt đồ đồng nát. Cũng được. Nhanh đi. Đi thôi, nhanh lên. Cẩn thận. Không thể leo lên từ phía đó được. Alo, chị hả? Em đang làm gì vậy? Em có tiết dạy mà. Chị đang ở đâu? Giờ chị đang ở Vịnh Xuân. Chị về rồi hả? Hay là chị nghỉ ngơi trước đi. Đợi tối nay em rảnh, em sẽ đến tìm chị.
Không cần, không cần. Giờ chị đang ở khách sạn, mà lễ hội văn hóa sắp xếp cho chị. Vậy chị không ở nhà sao? Chị có chút việc, khách sạn cũng do họ sắp xếp. Chị phải ở khoảng 2 ngày. Chúng ta gặp nhau sau nhé. Vậy anh Dịch Dương có biết chị về rồi phải không? Biết rồi, nãy chị mới gọi điện cho anh ấy. Được, không công bằng nha. Chị nói với ảnh nghe mà không nói với em. Chị gọi rồi mà, em tắt máy. Em đang ở trong lớp, sắp hết tiết rồi. Không sao, em muốn gọi lúc nào cũng được mà. Được, vậy tối nay ta gặp nhau nhé. Vậy nhé, tạm biệt chị. Tạm biệt. Dịch Dương, Dịch Dương, mấy giờ rồi anh? Chẳng phải anh có hẹn với nhóc ba ở quảng trường sao? Vẫn còn chưa chịu đi nữa. Đúng rồi, được rồi, nhanh lên. Được rồi. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên. Đi thôi. Nhanh lên. Bọn họ ở bên đó. Này nhóc ba, này Dịch Dương. Nào, biểu diễn đi. Được. Cầm giúp anh. Xem anh nè. Được. Hey!
Này, Trần Phàm. Trần Phàm. Đi thôi, mau lên. Trần Phàm. Sao vậy? Ổn thế? Có thẻ không? Sao gì? Thẻ tín dụng. Người như tôi tất nhiên phải có thẻ tín dụng rồi. Đưa đây. Chỉ cần một tấm thẻ, muốn gì cũng có. Đủ cho cô mua căn nhà luôn. Cô đã làm gì vậy? Trả thẻ cho tôi. Ông chủ, việc ông bảo tôi làm, cuối cùng tôi cũng tìm được một đám cao thủ chạy nhanh, tốc độ của họ còn nhanh hơn Lưu Tường 3 giây. Cân đẩu của họ, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải cam bái hạ phong. Bọn họ thấy quả quyển, ngay lập tức cướp lấy, nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đến nóc nhà kế bên, tiếp tục chạy xuống tàu, chạy qua hồ, sau đó chạy đến đỉnh núi, chạy đến chạy lui, cướp qua cướp lại. Anh hùng, ngầu quá, bảnh quá. Vậy có cướp được không? Đương nhiên rồi. Đưa đây. Bị người ta lấy lại rồi à. Ông chủ à, thật ra tôi nói cho ông nghe nhé. Tôi đã dùng tất cả mọi cách. Tôi bỏ rất nhiều tiền, suýt nữa làm thân gia bại sản, cuối cùng lại thất bại. Tôi cũng không muốn. Sau đó tôi thấy bác Quỳnh quét nhà, trong võ quán họ có 3 người, họ không biết nhận tiền gì hết, chỉ muốn mỗi người 200 đồng. Họ sẽ cướp cho chúng ta. Thế đó thật lợi hại, làm cho trời long đất lở, cửa sổ bể ra, cửa kính bể, sàn cũng nứt luôn, tường cũng bị trầy, cuối cùng bị đánh bại. Bị đánh bại rồi, tôi bị đánh gãy răng. Tiêu rồi, lỗ rồi, lần này lỗ thật rồi. Thẻ bạch kim VIP của tôi đã bị cô cạn hết cả rồi. Chẳng phải thẻ của anh không có giới hạn sao? Tôi đến rồi kìa. Nhớ anh chứ? Anh cũng vậy. Hai người hôn luôn đi. Đáng ghét. Ta lên xe trước đi. Dịnh Xuân Bạch Hạc Quyền phải không? Tại sao anh lại bập ra nữa vậy? Cầm của anh lại to ra rồi. Chết tiệt. Này, hai người xong chưa? Mau lên xe đi. Được. Lấy hành lý đi. Trần Phàm. Em để ốm đi hả? Có hả? Đâu có. Mới về để đánh nhau với người khác sao không ốm được?
Anh không nói không ai nghĩ anh câm đâu. Đánh nhau hả? Em đánh nhau với ai? Anh không biết sao? Lúc tôi mới về Vịnh Xuân là có một đám lai lịch bất minh đến cướp bức họa quyển. Cướp ngày xong rồi cướp đêm, đúng không? Im đi. Trần Phạm, tại sao em không nói cho anh biết? Có sao không? Không sao. Anh đừng nghe anh ta nói. Giờ em có sao đâu. Cô ta biết võ công, tất nhiên không sao rồi. Anh cần nói được sao? Cô ta đánh nhau thì anh ở đâu? Ông làm gì vậy? Xe này của tôi. Là lên cứu mạng chứ sao? Nếu không thì ai đến cứu cổ? Tôi phục anh thật đó. Khỏi cách sáo, đàn ông thì phải thế. Hoa quyển gì mà quan trọng vậy? Kéo cả đám người đến cướp. Quyền thổ đời nhà Thanh về 108 chiêu thức Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền. Ông muốn đem tặng cho hội đồng của lễ hội văn quán. Nhưng mà lễ hội văn quán vẫn chưa khai mạc thì người khác đã để ý đến rồi. Em có biết những người đó không? Có cần báo cảnh sát không? Không cần đâu, chỉ có 2-3 ngày thôi mà. Anh chỉ cần bảo vệ hoa quyển đến khi khai mạc lễ hội văn quán là được. Được, vậy anh cũng gia nhập luôn. Như vậy thì anh có thể cùng gánh vác với mọi người. Được, xem nào. Anh, tôi, Trần Phạm, bé heo, bốn chúng ta lập ra nhóm, nhóm bốn người bảo vệ hoa quyển. Được đó. Anh xem kìa, Trần Tinh đó, bé heo. Trần Tinh, lên xe đi. Đi thôi. Nói em là bé heo, em làm giống thật đấy. Em xem miệng của em kìa, mới ăn chuột chết xong hả? Nhất định do anh đúng không? Nhất định do anh lề mề, cho nên em mới đợi lâu như vậy. Con mắt nào của anh thấy em lề mề hả? Cả hai con luôn. Hai con mắt của em là mắt gì? Hai người đừng cãi nữa. Em còn không biết sao, lần nào hai người họ gặp nhau cũng cãi nhau như vậy. Ai cãi với anh ta chứ? Anh ta cũng đâu cãi lại em. Anh không cãi lại em. Trần Tinh, em biết không? Nếu như ta em lớn hơn mặt em, hình như não em sẽ có vấn đề đó. Não của cổ không sao hết. Đến giờ cơm rồi. Trời ơi, bé heo, em lợi hại quá. Cả một bản thức ăn thế này, em làm ảo thuật sao? Món ăn gia đình thôi, dễ làm lắm. Hai năm nay, anh đã nhìn lầm em. Nếu anh lấy được em, chắc rất hạnh phúc đó. Tất nhiên rồi. Để ăn miếng này đã, đừng đụng vào. Mọi người vẫn chưa đến đủ mà anh đã ăn rồi sao? Trần Phàm, Dịch Dương, bé heo làm cơm ngon quá, mau ra ăn đi. Anh nói ai là heo hả? Thì em là heo. Ai là heo chứ? Thì em giống heo chỗ nào? Chỗ nào không giống? Giống chỗ nào? Chỗ nào không giống? Em giống chỗ nào? Chỗ nào cũng giống. Chị, được rồi, hai người đừng có gặp nhau là cãi nhau nữa. Anh ấy bắt nạt em. Ăn cơm thôi. Coi chừng nóng. Chị, canh này em nấu ngon lắm, để em múc cho chị. Anh Dịch Dương, đưa em chén đi. Để em múc cho anh. Cảm ơn. Anh Dịch Dương nè. Còn của anh, anh có tay thì tự múc đi. Em trong sách đặc biệt cho anh hả?
ngốc quá. Dùng muỗng như vậy chẳng phải đơn giản sao? Nào, ăn nhiều nữa đi. Ăn nữa đi. Cảm ơn anh Dịch Dương. Chị ăn đậu đi. Lợi hại. Anh làm gì vậy? Chị, gần đây chị với anh Dịch Dương ra sao rồi? Thì vẫn vậy. Ý em là hai người ở bên nhau lâu rồi, khi nào thì kết hôn? Em nôn quá. Có gì nôn nóng chứ? Chị xem đi, anh Dịch Dương vừa đẹp trai, lại biết võ, sau đó là biết cách chăm sóc người khác. Nếu chị không biết quý trọng, anh ấy sẽ bỏ đi đó. Được rồi, em lo cho mình đi. Em hả? Chẳng phải em ổn lắm sao? Em đẹp vậy, sao phải sợ không kiếm được chồng chứ? Em chỉ biết nói mà thôi. Em có thích con trai nào không? Có. Bé mập ở lớp em. Mặt nó mũm mĩm lắm, rất dễ thương. Bóp và mềm mềm, em rất thích nó. Chị biết không hả? Chị đang nói đến đối tượng hẹn hò. Tạm thời chưa có. Khi nào có, em sẽ nói cho chị biết. Chị, em nghe nói lần này chị về mang về một bức họa quyển. Chị nghe ông nói bức họa này do một sư phụ đời Thanh vẽ ra 108 chiêu thức Dịnh Xuân Bạch Hạc Quyền của Phương Thất Lương. Sau này bức họa được đưa vào cung. Sau đó trải qua rất nhiều cuộc chiến, vô tình ông có được nó. Ông lại mời chuyên gia nghệ thuật mất thời gian 2 năm phục hồi bức tranh này. Không ngờ một bức tranh lại có nhiều câu chuyện đằng sau đó như vậy. Đem bức tranh này tặng cho huyện Dịnh Xuân là tâm nguyện của ông, chính là biểu tượng lịch sử cho Bạch Hạc Quyền của hai khu vực. Em hiểu rồi. Quý giá như vậy, hèn chi mà nhiều người đến cướp vậy. Nhưng mà đến giờ chị cũng không biết những người cướp tranh là ai. Có khi nào là những người mê đồ cổ hay là nhà sưu tầm gì đó không? Cho dù thế nào, chúng ta chỉ cần cố hết sức bảo vệ quả quyển là được. Chúng ta xem thử bức tranh. Chị, ở đây có tấm hình. Chị xem có quen người phụ nữ trong hình không? Chắc là quan trọng lắm nên mới để chung với quả quyển. Chị nghe ông nói lúc còn trẻ ở Dịnh Xuân có thích một cô gái hình như là họ Trịnh. Sau đó ông chuyển về Đài Loan, hai người mất liên lạc. Ông có nhờ người tìm nhưng không có tin tức gì cả. Có khi nào là mối tình đầu không chị? Việc này cũng quan trọng đó. Một mối tình thê lương lãng mạn. Đừng có đùa nữa. Có thể ông muốn chị đem tặng quả quyển, đồng thời cũng đem về luôn cả niềm thương nhớ với cô gái này. Được, em sẽ coi như tình yêu của hai người là thật. Không phải coi như, mà nhất định là thật. Hay là chúng ta tìm giúp ông đi. Nó không chừng chị em ta có thể tìm được. Chúng ta nhất định phải giúp ông hoàn thành tâm nguyện này, được không? Được. Chị nghe kìa, bên ngoài có tiếng gì vậy? Giọng hát như bị heo giết vậy, khó nghe quá. Đi, chúng ta đi xem, đi. Jerry. Hey Jerry. Nhỏ tiếng thôi có được không? Ồn quá Jerry. Jerry. I love you.
Đi. Đáng ghét. Thêm một lần nữa nha. Nào, bằng một. Thả lỏng. Nhanh lên đi. Nào bàn. Bàn nhé. 1, 2, 3. Đánh trúng rồi hả? Làm gì vậy? Sao sớm vậy? Ông già. Cái gì? Đồ ông già. Lần nữa đi. Không làm ồn không được sao? Lần nữa. Đánh đi, lần nữa đi. Anh mượn chơi. Anh bị bệnh hả? Em có. Gặp quả báo đáng đời. Nhanh lên. Bất quả bên trong. Mọi người mau tìm đi. Nhanh lên. Các người là ai? Hai người họ làm gì vậy? Sao lớn tiếng vậy? Thì đang luyện công. Luyện công à? Đúng rồi. Hai người luyện công lớn tiếng vậy sao? Bọn họ luôn vậy mà. Đất luyện công giống như đánh nhau vậy. Xào cho ngon dạ. Không ngon thì anh ăn hết cả chảo luôn. Hình như đánh thật đó. Không có đâu. Anh nghe lầm rồi. Tìm thấy rồi. Bắt lấy. Đưa tôi đi. Không cần đuổi theo đâu. Nhanh, nhanh lên. Nhanh lên. Chắc bọn chúng chạy hết rồi. Đem qua đây. Ông chủ, đưa đây. Cho tôi cầm thêm chút nữa đi. Đưa đây. Cho tôi cầm chút nữa đi. Đưa đây. Đem qua đây. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lần này tìm được rồi. Chị, sao chị không dùng chuột thật đi? Không được, chị sợ chuột thật lắm. Dùng rắn còn sợ hơn nữa. Vậy em để quà quyển thật ở đâu? Yên tâm đi, em để một nơi rất an toàn.
Được. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mất điện rồi hả? Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc em. Ai vậy?
Tôi đã nói rồi mà, anh chậm quá. Tôi đi ngủ đây, mai gặp. Chậm quá. Trời ơi, anh bị thương nặng quá. Anh đánh nhau với người khác hả? Dịch Dương. Anh cũng không biết. Có vẻ có, cũng có vẻ không. Anh uống nhiều quá. Trần Phàm, có thể anh đánh nhau với một cô gái nào đó. Anh sai rồi. Sao rồi? Tìm được chưa? Ông yên tâm, việc này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho ông. Còn không báo cáo nữa. Được. Cái tên người Nhật này rất lợi hại, mạnh nhất Đông Nam Á. Hơn nữa, chân của anh ta rất lợi hại. Các anh không mặc quần gọi kìa. Không mặc quần, anh ta đang gọi. Không mặc quần hả? Ông xem. Giải quyết xong rồi.
Tôi nói cho ông biết nha, tên này lợi hại nhất khu Đông Nam Á, đánh mạnh lắm. Anh Phi, đòn chân của anh ta mạnh lắm, mạnh nhất khu Đông Nam Á. Anh Phi, qua đây anh Phi. Có chuyện gì nói đi, anh qua đây tôi mới nói được. Anh Phi, bình thường tao dạy mày thế nào? Đường đường chính chính, đừng lén lút, cứ nói lớn lên, nói chân chủ nghe luôn. Anh Phi, cái tên người Nhật anh tìm bị đánh bại rồi, giờ đang nằm ở bệnh viện. Anh Phi, không mặc quần nè, không mặc quần nè. Sao không mặc quần hả? Sao không mặc quần hả? Sao không mặc quần hả? Sao chúng ta lại phải đến đây? Mới sáng ra không mệt sao? Đã nói cho anh rồi, em và chị đến giúp. Ông em hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Việc chính thì sao? Quả quyển đâu? Ai bảo vệ? Tôi đã cất quả quyển rồi, ở nơi an toàn nhất. Nên không thích thì đi thôi vậy. Không đi thì không đi. Đi thôi. Đừng cãi nhau với phụ nữ. Lời phụ nữ nói luôn luôn đúng. Tiểu Tinh, nơi chúng ta tìm có đúng không? Đi thôi. Đi thôi. Sao mới sáng đã chọc giận cô ta vậy? Hình như cô ta không vui. Cô ta giận những lời nói từ lúc sáng. Đàn ông có sai thì cứ thừa nhận. Con gái thích thẳng thắn. Không giống đâu. Bọn tôi quen nhau gần 7 năm rồi. Đúng rồi, 7 năm rồi. Anh có biết trong 7 năm tôi có bao nhiêu bạn gái không? Việc này anh phải học tập tôi mới được. Đi. Đợi chút. Sao vậy? Không sao chứ? Tôi đoán là tôi... Học anh hả? Vấn đề quan trọng là ở chỗ kiên trì. Một lần không được thì hai lần không được. Được rồi. Chúng ta đi được chưa? Nóng quá. Nóng thật. Lát nữa chúng ta sẽ đi qua cây cầu này thì đi hướng kia, hay là đi hướng đó? Trần Phàm, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em biết tối qua sẽ không có bên cô gái nào khác đâu. Cô ấy cầu xin anh, còn quỳ xuống nữa. Anh nói gì? Anh nói thật thì em càng giận nữa. Được rồi, anh đùa với em thôi.
Anh đùa với em thôi. Anh đùa với em thôi. Đừng cười. Đừng cười nhé. Anh nhìn thấy rồi. Em biết không, anh cảm thấy em gắn thêm bộ râu giả sẽ đẹp hơn. Đáng ghét. Đi thôi. Anh xem hai người họ kìa, cứ như con nít vậy. Em xem, Tùng Đồng Lý ở đây nè. Chúng ta đến rồi. Ừ, chính là nơi này. Cuối cùng cũng đến rồi. Các bạn nhỏ qua đây. Qua đây đi, các bạn nhỏ qua đây đi. Đừng chạy nữa, qua đây. Các bạn nhỏ, uống nước không? Qua đây nào. Anh có thức uống đây. Mau qua đây, đến đây đi. Qua chỗ chị nè. Được rồi, đợi đã. Qua đây, im lặng nào. Các em phải trả lời anh một câu hỏi. Các em có quen bà Trịnh không? Em. Ai quen? Em nè. Em quen hả? Dạ, em họ Trịnh mà. Bà em ở nhà. Em và các anh chị đến đó. Được, cái này cho em nè. Mỗi người một cái nha. Đi thôi. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Đi thôi, mau đi thôi. Cảm ơn à. Mau đi thôi, nhanh lên. Cảm ơn các em. Bà ơi, có người tìm bà. Bà ơi, mấy anh chị tìm bà đó. Chào bà. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Các cháu nói gì? Tai bà bị điếc, không nghe thấy gì đâu. Hình như thính lực của bà ta có vấn đề. Bà ơi, bà là bà Trịnh hả? Đúng thế, bà họ Trịnh. Bà là Trịnh Vi phải không ạ? Trịnh Vi à? Trịnh Vi là ai? Là người này. Người này là bà phải không ạ? Vi, Quốc Ba, bọn ta lớn lên cùng nhau. Vi là một cô gái đáng thương. Bố mẹ qua đời từ nhỏ, mấy người dân làng đã nuôi cô ta lớn. Cô ta cũng là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn. Các chàng trai rất thích cổ, nhưng Vi chỉ thích Quốc Bang thôi. Nhưng mà câu chuyện vui thường không kéo dài. Hai người quen nhau không bao lâu thì Quốc Bang bỗng dưng rời khỏi thôn. Và không bao giờ trở về nữa. Tạo hóa thật biết cách trêu người. Vi đã chờ đợi anh ta cả một đời người. Cả đời không lấy ai hết. Vậy bà có biết bà Trịnh ở đâu không ạ? Giờ bà ta sống một mình ở lưng núi. Các cháu đi theo con đường mòn này, đi thẳng lên đó sẽ gặp một căn nhà nhỏ. Bà ấy sống ở đó. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Hẹn gặp lại. Cảm ơn bà. Chắc là sắp đến rồi. Đi thôi. Đừng kéo em, nhanh lên. Trời sắp tối rồi, nhanh lên. Chắc là ở đây. Ở kia có một bà lão. Có phải bà ta không? Xin hỏi, có phải là bà Trịnh không? Ai vậy? Cháu là cháu gái của Trần Quốc Bang. Ông của cháu có khỏe không? Khỏe à? Ông của cháu ở Đài Loan rất khỏe. Giờ để cháu gọi điện cho ông. Được. Alo, ông hả? Bọn cháu tìm được bà Trịnh Vi rồi. Ai? Chính là bà Trịnh Vi mà ông thường nhắc đến đó. Bà Trịnh Vi đó. Ông đợi chút nha. Để cháu đưa máy cho bà nghe. Được, bà nghe máy đi. Quốc Bang. Quốc Bang. Quốc Bang. Vi à, bà vẫn khỏe chứ? Tôi... Vi à, tôi khỏe. Tôi khỏe lắm. Chỉ là già đi thôi. Đúng vậy. Đúng rồi. Chúng ta đều già hết cả rồi. Những năm nay tôi đi khắp nơi nhờ người tìm tin của bà, nhưng lại không tìm được. Không ngờ
Không ngờ cuộc chia ly của chúng ta lại kéo dài cả mấy chục năm trời. Tôi biết ông sẽ đến tìm tôi mà, cho nên tôi luôn đợi ông. Vì à, cuối cùng hôm nay cuối cùng cũng đã được gặp ông. Xin lỗi bà, xin lỗi, tôi đã để bà đợi suốt một đời người rồi. Ông đừng nói lời xin lỗi. Tôi không trách ông. Thật đó, tôi không trách ông. Tuy rằng đời này chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng mà chúng ta chưa hề ngần nhớ về đối phương. Tôi đã hiểu rõ rồi. Chờ đợi một người cần thời gian cả đời. Quên đi một người cũng cần thời gian cả đời. Cho nên tôi đã quyết định chờ đợi. Bởi vì không sao đâu, chỉ có trân trọng mới có thể có trong tay. Cảm kích mới có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu. Ông biết không, thật ra có lúc chờ đợi một người cũng là một thứ hạnh phúc. Có người nói ở khoảnh khắc đúng gặp được đúng người chính là may mắn. Nhưng mà cả hai gặp nhau, đến với nhau mới là hạnh phúc lớn nhất. Tuy rằng thời gian chúng ta quen nhau rất ngắn, nhưng chúng ta không bỏ qua đối phương. Điều này mới là quan trọng nhất. Mới là điều hồi ức tuyệt vời nhất. Cả đời của tôi quốc bang dùng cả đời để chờ đợi. Tôi cam tâm tình nguyện, tôi không hối hận. Nếu để lựa chọn thêm một lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn lựa không bỏ lỡ. Vì à, tôi kiếp sau tôi sẽ không rời xa bà đâu. Vì à,
Ở thời khắc đúng gặp đúng người là may mắn. Nhưng mà cả hai gặp nhau, yêu nhau mới là điều hạnh phúc nhất. I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you baby, I love you baby. Anh có bệnh hả? Vậy thì em cho anh uống thuốc đi. Đây nè, uống đi. Có nước không? Coi chừng sặc chết đó. Thuốc tốt lắm. I love you baby, 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 I love you baby. 好香啊, thơm quá. Chị xem anh ta kìa. Được rồi, tặng quà cho con gái. Tặng cái này không được đâu, phải tặng nhẫn mới được. Trùi kia. Lão bản à, ông chủ à, những chuyện đã qua, thất bại, đừng nghĩ đến nữa. Giờ tôi nghĩ ra một cách mới. A, B, C. Nói nghe xem. Kế hoạch A là bố ơi, tan học rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Này, tại sao em lại mũm mĩm vậy hả? Dễ thương quá. Em là ai vậy? Sao mập vậy? Một ngày ăn bao nhiêu vậy? Anh là ai? Đây là mẹ của em. Mẹ. Tạm biệt. Mẹ. Thím. Bắt nạt em nhỏ hả? Không xấu hổ sao? Dễ thương quá. Anh cũng rất dễ thương. Em dễ thương hơn. Trần Phạm. Trần Phạm. Cách phát lực của em vẫn có chút vấn đề. Có hả? Lực của Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền phát ra từ đất. Nào, để anh làm cho em xem. Từ chân đến đầu gối, đến lưng, đến cổ, đến cùi chỏ, đến cổ tay. Quyền có ba góc. Một, hai, ba. Chưởng có ba nhọn. Một, hai, ba. Chưởng có thể tạo hình. Tay là rắn. Phát lực như mèo.
tấn công anh, nhắm đúng vị trí pháp lực, thưa chị, qua cầu phải xuống ngựa. Không sao chứ? Không sao. Nào, thêm một lần nữa. Dùng tay đỡ, tấn công đầu. Đợi chút. Alo. À, tôi đây. Bố tại sao? Nhóc ba bị sao? Tha thủy đoạn. Gãy chân rồi hả? Được, tôi đến ngay. Bố tại sao sang? Nhóc ba bị thương rồi. Anh phải qua đó. Có cần em đi với anh không? Không cần đâu. Anh phải đi bệnh viện. À đúng rồi, tối nay 8 giờ em đợi anh ở lầu Giang Long nhé. Không gặp không về. Thằng nhóc lúc nãy dễ thương đó. Bụng miệng, nó tên gì vậy? Bé Mập. Bé Mập hả? Anh hỏi em nhé, bé Mập rơi từ lầu 10 xuống, tại sao không chết? Bởi vì nó mập. Không đúng. Bởi vì ở dưới đất có nền. Không đúng. Bởi vì có hồ bơi. Không đúng. Vậy là gì? Bởi vì bé Mập là con chim anh nuôi. Chẳng buồn cười gì hết. Đến lượt em hỏi anh. Một miếng gừng cách làm 4 miếng là gì? Vẫn là gừng. Sai. Không thể nào trở thành tỏi. Cũng không thể trở thành củ hành được. Đồ ngốc. Cái gì? Gừng 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 gừng. Chẳng vui gì hết. Các ngươi làm gì? Thả tôi ra. Nhanh lên, đừng nhúc nhích. Nhanh lên, không nhúc nhích. Cho xe chạy đi. Đứng lại, dừng lại, thả tôi ra. Đứng lại. Cẩn thận, tránh sang một bên. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Thả tôi ra, bắt người là ai? Im đi. Tại sao lại bắt tôi? Cứu tôi với. Dừng xe. Mau dừng xe. Dừng xe lại. Tại sao xe lại dừng lại? Hết xăng rồi, xuống xe. Mau đi đi. Jerry. Anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy. Anh sao vậy? Hô hấp nhân tạo đi. Jerry.
英雄，anh hùng。干嘛？sao vậy？ 谢谢你今天救了我。cảm ơn anh hôm nay đã cứu em。谢谢中奖了。khỏi cần cảm ơn。整点实际的呗。hành động thực tế đi。哎，停电了。mất điện sao？qua 45 phút rồi. Quá đáng. Quá đáng. Alo. Em đang ở đâu vậy? Ở đầu cầu. Vẫn đang ở trên cầu hả? Em ngốc thật. Tại sao em gọi cho anh? Anh không nghe máy. Anh đang bận.Em đã đợi anh 45 phút rồi đấy. Vậy cũng đâu có lâu. Em có biết Tôn Ngộ Không cũng đợi cả 10 năm rồi không? Em không muốn nghe anh nói những lời vô nghĩa đó. Nhảm nhí. Đừng giận. Anh không cố ý đâu. Không giận mới lạ. Em còn nhớ không? Tối nay cũng là ngày kỷ niệm 7 năm của chúng ta. Anh vẫn còn nhớ hả? Em đến rồi. Anh về đi. Không được. Anh muốn ở bên em. Phụ huynh đang nhìn kìa. Không hay đâu. Sợ gì chứ? Vợ chồng già cả rồi mà còn xấu hổ. Được rồi. Mau về đi. Đi đi. Em không thể dầm mưa được. Em không sao. Anh cầm lấy đi. Không được. Người em ướt hết rồi kìa. Em không sao đâu.Sao không nghe lời? Ai vậy? Biết lịch sử không? Không biết tụi tôi đang yêu nhau sao? Các người bị sao vậy? Muốn chết hả? Ai vậy? Trần Phạm, dốc ba hôm nay phải làm phẫu thuật. Anh ấy không đủ tiền. Anh phải đi gom góp tiền cho anh ấy. Em về nhà trước đi. Bắt lấy cô ta.
Anh muốn gì? Are you after the scroll too? Anh muốn lấy quà quyển sao? Bọn họ nói anh rất lợi hại. Tôi muốn đánh bại anh. Tôi không muốn đánh với anh. Ah!
Nào, nào. Đủ chưa? Tôi không muốn đánh với anh. Ah.
đến đây. Đến đây. Anh thua rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Quyền gì? Dũng Xuân Bạch Hạc Quyền.